Chira
Nam Mô Bích Thai dạ. Dạ con thấy hình như sư Nguyên Thông đã rất nét, con xin phép được điện huyết ạ. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Cho con một tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn Phong Lan. Dạ con tri ân sư. Nam Mô Bích Thai dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Thai Thăm Má trên Mao Thọc mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam. Từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York 9 giờ đến 10 giờ 11 giờ sáng, Cali. Từ 8 giờ đến 10 giờ. Cali từ 8 giờ. Từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Madrid từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2020 Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Minh Châu, phân đoạn Thứ Thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 37 Tiểu Kinh đoạn Tận Ái, Chu Ratanha Sankhaya Sutta, phân đoạn 163 đến 164 sẽ được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha dạ, dạ con kính nhân Bích Đánh Sư, dạ con cũng kính nhân đến Sư Nguyên Thông luôn ạ, con kính nhân Bích Đánh Sư ạ. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.
Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ con xin mời Sư Phụ Giác Đẳng, Sư Phụ Sư Bá Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thỉnh mời Sư Bá. Nam Mô Bổn Thầy. Xin hỏi vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta có hai bài kinh đoạn tận ái. Đoạn tận ái tiểu kinh, tức là bài kinh ngày hôm nay, thì chỉ ngắn gọn, cũng không có tình tiết gì. Chỉ là một câu hỏi của Đức Trời Giải Thích và Đức Phật Ngài đã trả lời cho Đức Trời Giải Thích. Về cái câu hỏi cho đến mức độ nào ô vị tỳ kheo ái tận giải thoát, thì Đức Phật Ngài đã trả lời không thiên chấp tất cả các pháp, vậy biết rõ các pháp, biết một cách rốt ráo tất cả các pháp, do biết như vậy được quán tánh vô thường, quán tánh ly tham, quán tánh đoạn diệt, đơn vị đó đạt được sự giải thoát. Đại khái ở trong câu này là như vậy. Lát nữa chúng ta sẽ nghe giảng sư sẽ trình bày rộng rãi ý nghĩa này. Ở đây đọc trong chú giải, chúng tôi muốn gợi ý là tất cả các pháp ở đây là chỉ cho 5 quận 12 xứ 18 giới. Và cái chữ Aphinivesa, Aphinivesa ở đây được dịch là thiên vị tất cả các pháp. Nhưng mà chữ thiên vị đó chúng ta dễ bị hiểu lầm
cái chữ Agati, thiên vị bị thương, bị ghét, tôi tức. Mà ở đây chúng ta nên giải chữ thiên chấp, tức là cái sự chấp thủ hướng về, chấp thủ hướng về cái đó. Cái này gọi là thiên chấp. Một vài gợi ý để diễn trong cái lời dẫn nhập chúng tôi sẽ trình bày. Bây giờ thì xin kính thỉnh Sư Minh Thông đọc cho kinh văn của bài học, sau đó xin cung thỉnh Từ Tổ Pháp Đăng vị giảng sư chúng ngài sẽ giảng dạy rộng rãi ý nghĩa bài học này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2020 Phật lịch 2564. Giáo trình hôm nay là Trung Nguyên Kinh Mahasama Nikaya, dịch giả là Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích thì Kheo Giác Đản bài 37, tiểu đoạn kinh Tận Ái, Chu Lá Tăng Ha Sang Khá Giá Sutta, phân đoạn 163-164, sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Kinh số 37, tiểu kinh đoạn Tận Ái, Chu Lá Tăng Ha Sang Khá Giá Sutta, phân đoạn 163. Tên của bài kinh dựa trên ý nghĩa câu của câu hỏi của Thiên Chủ Sắc Cá và câu trả lời của Đức Phật: và thế nào là đoạn tận ái dục? Bài kinh này gọi là tiểu kinh vì có bài kinh khác tiếp theo cũng cùng tên nhưng dài hơn. Thiên Chủ Đế Thích Sát Cá nói với bạch hỏi đấng thiên nhân sư về mức độ nào một tỳ kheo được gọi là đoạn tận ái. Và Đức Phật, Đức Thế Tôn đã trả lời một cách hàm súc ngắn gọn. Tôn giả Mục Kiền Liên lúc ấy ngồi cách Đức Phật không xa, được nghe lời Phật dạy tự hỏi: không hiểu Thiên Chủ Sát Cá có hiểu những lời dạy ngắn gọn ấy hay không? Phần lớn bài kinh thuật lại cuộc thăm viếng thú vị của Tôn giả Mục Kiền Liên ở cung trời Đao Lợi. Thiên Chủ Sát Cá là Thiên Chủ cõi Đao Lợi hay Tam Thập Tam Thiên, một trong sáu cõi trời dục giới. Vị này là một thánh đệ tử Phật, được nhắc nhiều trong Tam Tạng với nhiều tên gọi khác nhau, là kinh Đế Thức, Đế Thích Sở Vấn Trường Bộ là bài kinh dài nhất có liên quan đến vị này. Đoạn kinh 163 mô tả ngắn gọn về đoạn tận ái. Bể ái mênh mông không dễ thấy nhưng bến bờ giải thoát. Một bậc thật sự đoạn tận ái không phải dễ đo lường. Trả lời câu hỏi của Thiên Chủ Đế Thích, bậc thiện thể đưa ra một minh họa ngắn gọn. Kinh văn như vậy tôi nghe: một thời Thế Tôn ở Savatthi, xá vệ Đông Viên Bhuvarama, giảng đường Lộc Mẫu Migga Ramatu, rồi Thiên Chủ Sát Cá đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên, Thiên Chủ Sát Cá đứng một bên bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn nói một cách tóm tắt: đến mức độ nào một tỳ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Ở đây này Thiên Chủ, tỳ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả các pháp. Này Thiên Chủ, nếu tỳ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả các pháp. Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, một cảm thọ nào, lạc thọ nào, khổ hay bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não. Do không phiền não, vị ấy chứng đạt niết bàn. Vị ấy tuệ tri sanh đã tận,
phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này Thiên Chủ, nói một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một tỳ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Đoạn kinh 164. Bậc đại thần thông và Thiên Chủ cõi tam thập tam. Tôn giả Mahamoggallana, Mục Kiền Liên, bậc thượng thủ thính đệ tử Phật, lên cõi trời Đao Lợi, nhận ra với phước báo thù thắng Thiên Chủ Sắc Đá có một đời sống với muôn vàng thiên lạc, thiên phúc, nhưng vậy này vẫn nhớ rõ lời của Phật dạy. Kinh văn: rồi Thiên Chủ Sắc Đá sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết giảng, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahamoggallana, tức là Đại Mục Kiền Liên, ngồi cách Thế Tôn không xa. Rồi Tôn giả Mahamoggallana suy nghĩ, không hiểu Dạ Xoa Dắt Kha Há kia sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy có tín thọ hay không? Ta hãy tìm Dạ Xoa kia sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy có tín thọ hay không? Rồi Tôn giả Mahamoggallana như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất ở Đông Viên Lập Mẫu giảng đường và hiện ra giữa chư thiên ở cõi trời 33. Lúc bấy giờ Thiên Chủ Sắc Đá với đầy đủ năm nhạc khí chư thiên đang vui chơi tại giường Nhất Bạch Liên. Thiên Chủ Sắc Đá thấy Tôn giả từ xa đến, bảo 500 nhạc khí chư thiên dừng nghỉ, đi đến Tôn giả Mahamoggallana. Sau khi đến, thưa với Tôn giả Mahamoggallana, hãy đến đây Thiện Hữu Moggallana, Thiện Lai Thiện Hữu Moggallana. Này Thiện Hữu Moggallana, lâu lắm Thiện Hữu mới có dịp đến đây, hãy ngồi Thiện Hữu Moggallana trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Mahamoggallana ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, còn Thiên Chủ Sắc Đá lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi Tôn Chủ Mahamoggallana nói với Thiên Chủ Sắc Đá đang ngồi xuống một bên rằng: này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn đã nói cho ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. Thiện Hữu Moggallana, chúng tôi bận nhiều công việc, chúng tôi có nhiều việc phải làm. Việc làm cho chúng tôi là việc làm cho chư ở cõi trời 33. Lại nữa này Thiện Hữu Moggallana, lời thuyết giảng ấy được khéo nghe, khéo nắm vững, khéo suy tư, khéo thẩm lự, nên không thể mau quên được. Này Thiện Hữu Moggallana, xưa kia phát khởi chiến tranh giữa chư thiên và chúng Asura. Này Thiện Hữu Moggallana, trong trận chiến này chư thiên thắng, chúng Asura bại. Này Thiện Hữu Moggallana, sau khi thắng trận chiến ấy và nhân dịp thắng trận, chúng tôi sau khi trở về cho xây dựng một lâu đài tên là Vajrayanta, tức là Tối Thắng Điện. Này Thiện Hữu Moggallana, lâu đài Vajrayanta có đến 100 vọng tháp, trong mỗi vọng tháp có 7 ngôi nhà có hình tam giác, trong mỗi nhà tam giác có 7 tiên nữ và mỗi tiên nữ có đến 7 thị nữ. Này Thiện Hữu Moggallana, Thiện Hữu có muốn xem những điều khả ái của lâu đài Vajrayanta hay không? Tôn giả Mahamoggallana im lặng nhận lời. Rồi Thiên Chủ Sắc cùng với đại vương Vesavana để Tôn giả Mahamoggallana đi trước và đi đến lâu đài Vajrayanta. Các thị nữ của Thiên Chủ Sắc Đá thấy Tôn giả Mahamoggallana đi từ xa đến, sau khi thấy liền hổ thẹn bẽn lẽn, rồi bước vào phòng của mình, ví như cô dâu khi thấy cha chồng liền hổ thẹn bẽn lẽn cũng như vậy. Các thị nữ của Thiên Chủ Sắc Đá khi thấy Tôn giả Moggallana liền hổ thẹn bẽn lẽn đi vào phòng riêng của mình. Rồi Thiên Chủ Sắc Đá và đại vương Vesavana đưa Tôn giả Mahamoggallana đi thăm và xem các lâu đài Vajrayanta. Này Thiên Hữu Moggallana, xem điều khả ái này của lâu đài Vajrayanta, xem điều khả ái này của lâu đài Vajrayanta. Cái này chói sáng nhờ các công đức do Tôn giả Kosiya đã làm thời xưa.
Và lòng người khi thấy cái gì khả ái liền nói: thật sự cái này chói sáng từ chư thiên cõi trời ba, cái này chói sáng nhờ công đức do tôn giả Kosiya đã làm xưa. Rồi tôn giả Mahamoggallana suy nghĩ: dạ so này sống phóng dật một cách quá đáng, ta hãy làm cho vị này hoảng sợ. Tôn giả Mahamoggallana liền thị hiển thần thông lực, dùng ngón chân cái làm cho lầu Bê Cha Văn Tá rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Thiên chủ Sát Trá, đại vương Sê Sa Va Na và chư thiên ngộ cõi trời Bạc Cư Ba tâm cảm thấy kỳ diệu hy hữu. Thật kỳ diệu thai, thật hy hữu thai đại thần thông lực, đại qua lực của tôn giả Sa Môn. Với ngón chân cái, vị này làm cho thiên cung này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Tôn giả Mahamoggallana sau khi biết thiên chủ Sát Trá đã hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền nói với thiên chủ Sát Trá: này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn đã nói cho ông một cách tóm tắt thật tốt lành cho chúng tôi, nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy ở đây. Này thiên hữu Moggallana, tôi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Này thiên hữu Moggallana, sau khi đứng một bên, tôi bạch với Thế Tôn như sau: bạch Thế Tôn một cách tóm tắt, đến mức độ nào một tỷ kheo là ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Khi nghe nói như vậy, thiện hữu Moggallana, Thế Tôn nói với tôi như sau: ở đây, này thiên chủ, tỳ kheo được nghe như sau thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với các tất cả pháp. Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có lạc khổ thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, nhờ sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não. Do không phiền não, vị ấy chứng đạt niết bàn, vị ấy tuệ tri. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm, không còn trở lại đời ngày nữa. Này thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một tỳ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Như vậy, này thiện hữu Moggallana, Thế Tôn nói một cách tóm tắt cho tôi về ái tận giải thoát. Rồi tôn giả Mahamoggallana sau khi hoan hỷ, tin lời thiên chủ Sát Trá nói, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay ra đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất giữa chư thiên ở cõi trời 33 và hiện ra tại đông phương lập mẫu dẫn đường. Sau khi tôn giả Mahamoggallana đi chẳng bao lâu, các thị nữ của thiên chủ Sát Trá nói với thiên chủ Sát Trá như sau: thưa thiên chủ, có phải vị ấy là Thế Tôn bậc đạo sư của thiên chủ? Không, vị ấy không phải là Thế Tôn bậc đạo sư của ta, vị ấy là đồng phạm hạnh của ta. Tôn giả Mahamoggallana: thưa thiên chủ, thật là điều tốt lành cho thiên chủ có một vị đồng phạm hạnh có đại thần thông, có đại oai lực như vậy. Chắc chắn vị ấy là Thế Tôn bậc đạo sư của thiên chủ. Rồi tôn giả Mahamoggallana đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Mahamoggallana bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết chăng, Thế Tôn vừa mới nói về ái tận giải thoát một cách tóm tắt cho dạ xoa có đại thành đại qua lực. Này Moggallana, ta biết ở đây thiên chủ Sát Trá đến tại chỗ ta ở, sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, này Moggallana, thiên chủ Sát Trá bạch với ta: bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào một tỳ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh,
cứu cánh viên mãn bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Khi nghe nói như vậy, Mahamoggallana ta nói với thiên chủ Sắc Cá: ở đây này thiên chủ, tỳ kheo được nghe như sau, thật không xứng đáng. Nếu có thiên vị với tất cả pháp, này thiên chủ, nếu tỳ kheo được nghe như sau, thật không xứng đáng nếu có thiên vị với tất cả pháp. Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não. Do không phiền não, vị ấy chứng đạt niết bàn. Vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa, này thiên chủ. Một cách tóm tắt, đức đến mức độ như vậy, một tỳ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Như vậy này Moggallana, ta biết ta vừa nói một cách tóm tắt về ái tận giải thoát cho thiên chủ Sắc Cá. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Maha Moggallana hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Những điểm cần nhớ: câu thật không xứng đáng nếu có thiên chấp đối với tất cả pháp, là thấy được tất cả các hiện tượng gọi là hữu vi hay pháp hành, dù quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đều có chung bản chất. Số 2, câu vị ấy biết rõ tất cả pháp là biết rõ không có sai biệt. Câu 3, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp là hiểu biết một cách quán triệt. Câu số 4, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh đi tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, là thấy được cảm giác nội tại cũng không khác biệt gì. Do quán tánh vô thường nên dẫn đến ly tham, đoạn diệt, xả ly các cảm thọ. Số 5, câu không chấp trước một vật gì ở đời, do không chấp trước nên không phiền não. Do không phiền não, vị ấy chứng đạt niết bàn. Tất cả những hệ lụy từ ái chấp, không ái chấp thì phiền não đoạn tận và đạt niết bàn. Câu 6, câu vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa, là nhận thức về sự giải thoát hoàn toàn của một vị đạt đến sự tu chứng tối hậu. Dạ, bài đọc con đã đọc xong. Giờ con xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Từ Bi giảng giải bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời Thượng Tọa Pháp Đăng. Alo. Dạ, cảm ơn Sư Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni, Tu Nữ. Kính chào quý bà quý cô Tu Nữ, thân chào quý Phật tử. Trong cái bài kinh tiểu kinh đoạn tận ái này đó, thì như lời Thượng Tọa Thầy Siêu gợi ý nói về năm quẩn, 12 xứ, 18 giới liên quan đến cái sự tu tập. Thì ở trong cái bài kinh này đó, thì cho chúng ta nói Đức Phật thì dùng cái từ thiên vị hay là thiên chấp.
Nhưng mà thật sự ra thì do cái phiền não tiềm tàng ở trong cái gì mà chúng sanh ưa thích. Bởi vì khi mà chúng ta nói như vậy đó thì một cái người tu tập đó thì mình thấy được tùy theo cái căn cơ trình độ, tùy theo cái duyên lành của mỗi chúng sanh. Thì những chúng sanh thì ở trong cái lĩnh vực nào đó họ cũng có thể quan sát được và có thể đắc được đạo quả do cái duyên lành họ tu tập. Nhưng mà khi mình nói về cái này hơn cái kia đó, mình thiên chấp về cái này đặc biệt hơn cái kia, cái này nó có một cái điểm gì đó đặc biệt, thì thực sự nó không phải như vậy. Và cái nhìn chung do Đức Phật thì nói rằng đối với sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, dù là chúng ta biết Đức Phật ngài nói về chúng sanh cõi nhất quẩn, cõi vô tưởng là cõi sắc, có sắc mà không có danh. Hay bốn cõi vô sắc thì có danh không có sắc, cõi ngũ quẩn chúng ta cõi danh sắc. Nhưng mà Đức Phật ngài cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta còn dính mắc cái gì đó, còn thiên chấp vào cái gì đó, thì do cái sự thiên chấp của chúng ta đó, chúng ta tái sanh vào cái cảnh giới đó. Và cái cảnh giới đó đó, sự dính mắc các cái sanh loại, chúng ta thấy ở các cái cõi khổ, như là những loài cá đó, thì chúng ta thấy con cá đó rất là nhiều màu sắc. Thì tùy theo những cái màu sắc đó đó, thì chúng ta thấy rằng do ai tạo ra những cái màu sắc đó. Thật sự ra thì xin thưa quý vị là không có ai mà tạo ra cái màu sắc đó ngoài tham ái. Có nghĩa là chúng sanh nó có tham ái trong cái màu sắc, chúng sanh ưa thích cái màu sắc đó. Và khi mà ưa thích vào màu sắc đó, đó nó có cái sự tái sanh trong các loài đó, đó nó có mạnh yếu. Thì chính điều này chúng tôi cũng thường nhắc quý vị đó. Chúng ta thấy khi mà các nhà khoa học họ nghiên cứu đó, những cái loài dơi đó thì cái lỗ tai nó đó, cái lỗ tai nó rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt có nghĩa là cái lỗ tai nó, mắt của nó thì nó không có bằng cái tai. Mắt của con dơi đó thì có thể là nó thấy lờ mờ thôi, nhưng cái tai của con dơi đó nó định vị những cái vật chướng ngại và nó bay được, rất là đặc biệt. Và chúng ta cũng thấy những loài đại bàng á, những cái loài đại bàng thì mắt của nó nhìn rất là xa. Nhưng mà chúng ta cũng thấy những cái loài cần cền đó, là cần cền, cái khứu giác của nó cái lỗ mũi nó ngửi mùi rất là xa, cả 10 cây số, hơn 10 cây số nó cũng vẫn ngửi được cái mùi đó. Nên chúng ta thấy những cái nhà khoa học họ khai thác những con vật này, ví dụ những ống dẫn khí, những ống dẫn khí đó mà nó bị xì đó, thì vì cái đường ống khí dài như vậy đó, họ không thể nào biết mà nó đã chôn ở dưới, nên họ không có truyền cái nhiên liệu và họ để cho khô như vậy đó, thì họ bơm khí vào, mùi thúi vào đó, thì nó sẽ len lỏi vào những cái cát nó xì ra, và những con đại bạc, những con cần cờn nó sẽ tới nó moi. Và những cái người mà họ đi thăm, họ đi tìm cái sự rò rỉ đó, họ thấy những con cần cờn nó bươi ngay chỗ đó, và những chiếc máy bay đó họ đậu xuống đó và họ cho người đào thì rõ ràng cái chỗ đó nó xì. Nói như vậy thì chúng ta biết rằng tại sao những cái loài đó nó có sự sai khác như vậy. Sai khác có nghĩa là có nhiều loài mắt cái gì rất là sáng, nhìn rất là xa. Có nhiều loài đó thì cái lỗ tai nó nghe rất là xa. Rồi có những loài đó lỗ mũi nó ngửi, cái ngửi mùi đó rất là đặc biệt. Như vậy thì nếu mà chúng ta hiểu rằng do cái thiên chấp đó, mà mỗi chúng sanh nó tái sanh theo cái sự mạnh yếu của các cái giác quan, các cái giác quan của nó, nhiều loài đó thì nó rất là đặc biệt. Nên chúng ta cũng thấy giữa con người và con thú đó, có nhiều điểm con thú cũng rất là đặc biệt. Chúng ta thấy những cái hiện tượng mình ta nói rằng có động đất thì cá sẽ nhảy, hoặc là những cái loài thú đó, có những lúc mà chúng tôi coi những cái tin tức á, quý vị biết rằng cái trận động đất ở Đường Sơn á, lúc bây giờ trận động đất ở Đường Sơn á, thì những con heo
mà nó chạy ra rồi đó, người ta lùa cách mấy nó cũng không chịu vô chuồng quý vị, nó chỉ chạy ngoài thôi. Và những người đó họ thoát chết đó, họ cho biết rằng do mấy con heo nó quậy, có nghĩa là không chịu chạy vô chuồng, lùa cách gì nó cũng chịu chạy vô, nó chỉ chạy ra thôi. Và cái người này cứ dí nó lùa hoài đó, mà không lùa nó vào được. Thì cuối cùng nó động đất thì cái nhà sập xuống, thì những người trong nhà chết, những người ở ngoài thì không chết. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng giữa những cái loài thú nó cũng có những cái điểm đặc biệt của nó. Nhưng mà điều này đó, chúng ta nên nhớ rằng nó do nó thiên chấp vào một điều nào đó, nó thiên chấp vào một điều nào đó thì nó có một cái lĩnh vực đó, nó lĩnh vực đó nó một cái lĩnh vực rất là đặc biệt. Mà chúng ta không hiểu đó thì chúng ta nghĩ rằng cái lĩnh vực đó đó do một thượng đế thần linh tạo tác ra. Thật sự nó không có cái vấn đề thần linh thượng đế tạo tác ra những vấn đề đó. Tuy rằng chúng ta vẫn nghe những cái câu chuyện nói về những cái vị thần đó cai quản cái loại âm binh dạ xoa càng thác bà khẩn na la ma hồ la và la phi nhân, nó cũng có những cái loài cai quản những loài này, những loài ganh thấp bá đó. Chúng ta thấy trong kinh cũng có mô tả chúng sanh và sanh thú đó, có nhiều loài đó. Khi mà họ nương gá vào cái loại hương thần đó, loại rễ cây hay là cái cây gì đó, đã nương gá vào đó, đó mình đem từ ở rừng về đó, trong nhà mình cái vị hương thần nó vẫn đi theo. Rồi mình làm ghế, làm bàn, làm gì không biết, nó cũng vẫn nương gá vào đó. Rồi mình chụm củi đó, thành than á, thành tro đó, thì cái mùi tro đó đó, cái loại hương thần nó vẫn nương gá vào đó. Nói như vậy đó, chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật này biết cái sự thiên chất của chúng sanh đó, có cái sự tái sanh. Và chính cái sự thiên chấp đó nó có cái lãnh vực cảnh giới cao thấp mà. Nên bình thường quý vị nghe cái như là một cái tâm phẩm tấn bất thiện thôi mà sanh vào bốn cái lãnh vực mà chúng ta gọi là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và Atula. Nhưng mà tại vì 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, mà nói chung vô là 12 thứ tâm này cho ra cái tâm tục sinh là cái tâm thẩm thấn. Rồi cái tâm thẩm thấn này nó tái sanh vào địa ngục khác, ngã quỷ khác, súc sanh khác, Atula khác. Và tái sanh vào súc sanh đó, có sự thai sanh hay noãn sanh hay quá sanh hay là thấp sanh. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái sự đa dạng của chúng sanh đó, Đức Phật này biết được chỉ là cái tâm thẩm tấn do 8 tâm tham hay là nói chung là 12 tâm bất thiện, 14 sở bất thiện tạo ra cái lãnh vực tái sanh cho chúng sanh địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và Atula. Thì chúng ta thấy Atula nó cũng rất là nhiều loại Atula. Nhiều loại Atula. Và cái loại ngã quỷ nó cũng rất là nhiều loại. Cái loại súc sanh nó rất là nhiều loại. Chúng ta cứ nhìn vào biển đó, chúng ta thấy đại dương đó. Nó có những cái sự kỳ diệu của đại dương. Loài cá nó có nhiều loại màu sắc, có nhiều loại thì nó thích màu đen, những cái loại đó nó ẩn trong cát, có nhiều loại thì nó có những cái màu sắc sặc sỡ. Thì như vậy nên khi mà chúng ta thấy rằng những chúng sanh nó tái sanh như vậy do cái thiên chấp, và chính cái thiên chấp nó có cái màu sắc ấy, nó có sự đau khổ của nó. Cái màu sắc đó nó làm cái màu sắc nó cũng là một điều quý vị thấy. Những cái loài chim á, khi mà tới mùa mà nó duy trì nòi giống á, thì nó khoe những cái màu sắc của nó. Có nhiều loài chim nó thích cái màu sắc. Như vậy thì không có nghĩa là tất cả những loài chim công, hay là tại sao con công nó nhiều màu, tại sao con quả nó đen không vậy, tại sao con cò nó trắng. Chúng sanh á, tái sanh á, do cái lãnh vực thiên chấp của chúng sanh, mình gọi là do ái mạnh thành thủ, thụ mạnh thành hữu, hữu mạnh thành sanh. Để mình ái, mình ưa thích đó. Nên hồi nãy Tòa Thị Siêu có nói về năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, thì chúng tôi liên tưởng và chúng tôi nắm bắt cái điểm này để trình bày. Có nghĩa là năm quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đó, thì chúng ta thấy rằng nếu một chúng sanh đó, mà cái thẩm tấn bất thiện đó, cho sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đó, thì những cái thọ, những cái tưởng, những cái hành, những cái thức đó, nó cũng là những cái đồng sanh với cái thuộc tính của thẩm thức để đi tái sanh vào những cái lãnh vực mà do ái mạnh thành thủ, thủ mạnh thành hữu, hữu mạnh thành sanh. Thì nó thai sanh hay thất sanh, thấp sanh, noãn sanh hay quá sanh,
nó là sanh làm những loại hương thần. Nên thường thường quý vị thấy đối với chúng ta đi theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì có nhiều cái điểm mà Phật giáo Nguyên Thủy hay là Đức Phật kỳ dạy chúng ta tu tập đó. Có nghĩa là chúng ta không có luyến ái sắc thân này. Sắc thân chết rồi nó chỉ là sắc pháp thôi, nó là đất nước lửa gió. Dẫn chứng cho chúng ta biết đó, mẹ chúng ta, cha chúng ta ăn uống những cây cối, những cái thực vật đó, những động vật nó cũng từ những cái tứ đại thôi. Những cái cây cối nó mọc lên, những gì cứng mềm thì đều là địa đại, những gì căn phòng là phong đại, cái gì là nóng lạnh là quả đại, cái gì là chảy ra quến lại là thủy đại. Thì những cái loại cá, tôm, cua rồi nó cũng ăn từ những cái vật mình gọi chung là sắc tứ đại đó, vật thực từ đất nó mọc mọc ra đó, nước từ trong đất nó mọc nó chảy ra. Như vậy á, lửa từ trong đất mà nó có, hay là lửa từ sấm sét mà nó có này kia nọ, thì những điều đó nó cũng từ là cái sắc tứ đại thôi. Được hình thành cái sắc quẩn của chúng ta, đó là nõn bào, tinh trùng và thời kỳ của người phụ nữ. Còn nghiệp và thức á, đó là danh quẩn quý vị. Nghiệp á, là cái hành động thiện ác của chúng ta, phúc hành hay là phi phúc hành. Nên chúng tôi nói rằng phi phúc hành á, là 12 cái tâm bất thiện, 14 sở bất thiện đó, nó tạo ra cái tâm thầm tấn đi tái sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng chúng sanh này ái mạnh thành thủ, thủ mạnh thành hữu, hữu mạnh thành sanh. Nên cái loài này nó thích cái màu gì nó sẽ sanh theo cái chỗ đó. Tương ứng với cái sự tương ứng với cái màu sắc, tương ứng với cái phước báo công đức, tương ứng với cái ác nghiệp chấp thủ của nó thôi. Nó không ngoài cái đó vấn đề, không ngoài vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta không hiểu được, chúng ta không hiểu được nên chúng ta mới là người ta mới nói rằng có Thượng Đế tạo ra cái loài này nó có nhiều màu. Nhưng mà sự ra đó, chúng ta chỉ nói như vậy thôi, chứ thật sự Thượng Đế, Thần Linh hay Phạm Thiên không có tạo ra được. Và tạo chúng sanh nó có khác biệt như vậy, những người đó là không thể là một người làm được. Chúng ta thấy họa sĩ á, nó họa bao nhiêu họa sĩ để họa hết bao nhiêu cái họa tiết trong cuộc đời này, nhưng mà cũng chưa hết đúng gì. Nhưng mà nếu có một Thượng Đế nào làm, bị Thượng Đế nó làm tối ngày cũng mệt mỏi đó. Nên bình thường chúng ta cũng hiểu một điều là khi sanh á, sanh từ cõi trời không phải là có một mẹ, bà mẹ trời nào đó bà ở đó bà đẻ chúng ta ra. Mà nếu sanh vào địa ngục cũng không có một bà mẹ nào ở dưới địa ngục đẻ chúng ta ra. Hay là nếu chúng ta sanh làm ngạ quỷ thì cũng không có bà mẹ nào ở dưới đại, ở trong cõi ngạ quỷ đẻ chúng ta ra. Hay là Atula cũng vậy, hay là chư thiên cũng vậy, không có người nào là một cái người phụ nữ ở đó mà sanh chúng ta ra, tùy theo cái loại đó là quá sanh hay thai sanh. Nên Đức Phật ngày dạy chúng ta đó là cái loại quá sanh là chúng ta khó tin nhất, nhưng mà chúng ta tin vì Đức Phật ngày dạy. Và nếu mà những cái điều mà người ta nói rằng cái người dư vật á, những cái đảng phái dư vật á, tin khoa học, nhưng mà khoa học á, là tin Phật, tin thần. Họ tìm kiếm ra nhưng mà họ biết Đức Phật còn hơn họ nữa. Nên thường thường ta mới ưa nói là khoa học á, Đức Phật là khoa học hơn khoa học nữa. Những cái gì Đức Phật ngày nói đó, ngày dẫn chứng ra, ví dụ chúng ta thấy chúng ta ăn uống cái gì đó, cái vật chất nó cũng từ cái đất nước lửa gió thôi. Cây cối trồng trọt từ đất lên rồi, từ những cái nóng lạnh của mặt trời nó tạo thành cái sự sống cho cái lá cây. Từ con người hấp thụ những cái canxi này cái nọ, nó cũng từ những cái sắc pháp mà hình thành cái thân thể này thôi. Từ những cái loài này loài kia nó cũng là như vậy thôi quý vị. Nó cũng vay mượn sắc quẩn, nó là vay mượn của sắc quẩn, rồi nó cũng tan rã theo sắc quẩn. Chính vì điểm đó nên chúng ta hiểu được cái sự thiên chấp đó, nó hình thành năm quẩn. Năm quẩn này nói từ cái sự khổ của địa ngục ngã quỷ súc sanh, hay là người lạc vô nhân sanh làm người ngớ ngớ ngẩn ngẩn, người lạc nhị nhân sanh làm người thiếu trí, người lạc tam nhân sanh làm người tục sinh có trí. Thì tất cả những hạng chúng sanh đó, những chúng sanh đó được tái sanh, mình nói 12 hạng người, 4 người đạo, 4 người quả và 4 người phàm, thì 12 hạng người. Nói như vậy thì Đức Phật ngày nói hết tất cả, không còn cái gì ở ngoài cái vấn đề đó. Nhưng mà ngài nói rằng những chúng sanh đắc đạo quả đó là do bỏ bớt thiên chấp, bỏ bớt cái thiên chấp. Nên thường thường quý vị thấy vị nào diệt được thân kiến hoài nghĩa cấm thủ đó, thì vị đó là vị thánh tu được gần. Thì chúng ta thấy cái bài kinh Đế Thích Sở Vấn, Đức Phật ngài thuyết là trước cái bài kinh này,
bài kinh tiểu kinh đoạn tận ái này. Vì chúng ta biết rằng lúc trước Đức Trời Đế Thích chưa có thành vị thánh Tu Đà Hoàn, do nghe Đức Phật ngài thuyết và cái vị Thiên Chủ Đế Thích này đã thoát ly khổ cảnh và đã chứng đạo quả Tu Đà Hoàn. Như vậy á, và ở trong cái bài kinh này đó thì những vị chư thiên nữ hỏi có phải là đạo sư của ngài không, thì Thiên Chủ Đế Thích nói rằng bạn đồng tu phạm hạnh, có nghĩa là vị này là thánh Tu Đà Hoàn, còn vị kia là thánh A La Hán. Vị kia là thánh A La Hán, vì vị này không biết được ngài Bụng Liên là A La Hán, nhưng mà thật sự là vì Đức Phật ngài tuyên bố, bởi vị thánh thấp nó không có thể hiểu thánh cao, nhưng vị thánh cao có thể hiểu thánh thấp. Nhưng mà ở đây á, chúng ta hiểu rằng Đức Trời Đế Thích đã đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi mới nói là bạn đồng tu phạm hạnh, và ngài là vị thánh Tu Đà Hoàn rồi, không còn đọa bốn đường ác đạo, ngài chỉ sanh trời người rồi, nhiều lắm nó cũng 7 lần nữa thôi, vì ngài cũng đắc quả A La Hán thôi, ngài biết chắc như vậy. Nên Thiên Chủ Đế Thích mới trả lời với những vị chư thiên nữ là như vậy. Và ngài Mục Hiền Liên đó, thì ngài nghĩ rằng Thiên Chủ Đế Thích xuống hỏi Đức Phật về trả lời một cái pháp thoại như vậy, không biết cái vị này có tu tập hay không, vị này có nhớ hay không. Nhưng mà khi hỏi ra đó, thì Thiên Chủ Đế Thích nhớ hết vấn đề này, tại vì vị thánh Tu Đà Hoàn rồi cũng diệt được ba cái kiết sử đầu rồi, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ rồi, không còn hoài nghi cái lời dạy của Đức Phật nữa, không còn giới cấm thủ hoặc là không còn thân kiến nữa, không còn hiểu ngũ quẩn tà kiến nữa, không còn vấn đề này. Nên chúng ta thấy Thiên Chủ Đức Thích trả lời y chang lại với cái bài kinh mà Đức Phật ngài thuyết cho ngài Mục Liên nghe. Như vậy thì ở trong cái bài kinh này đó, nói về vấn đề này thì chúng ta hiểu rằng cái sự thiên chấp ấy, có cái sự tái sanh sai khác, mà những cái vị mà bớt thiên chấp ấy, thì những vị đã thành thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Tại sao vậy? Ví dụ chúng ta thấy rằng dục ái và sân thì vị thánh Tư Đà Hàm làm đắc Tư Đà Hàm thì làm giảm dục ái và sân, nhưng mà đắc A Na Hàm thì diệt được dục ái và sân, có nghĩa là hai tâm sân và bốn sở hữu sân phần được diệt. Bốn sở hữu sân phần là sân tật lưỡng hối đó, vị thánh A Na Hàm không còn sân tật lưỡng hối. Như vậy giảm nhẹ dục ái và sân là những cái gì mà liên hệ đến cõi dục đó, thì những vị thánh A Na Hàm sanh về cõi Phạm Thiên Sơ Thiền thôi, dù không có đắc được ngũ thiền để sanh về Năm Tịnh Cư Thiên, thì vị này cũng đắc được sơ thiền sanh về cõi phạm chúng thiên, chứ không thể nào mà sanh xuống bảy cõi dục giới, từ cõi thảo quá đến cõi người, không có sanh xuống đó. Nên chúng ta gọi là diệt dục ái và sanh. Dục ái là sanh ở trong cõi dục, như là sắc ái, thinh ái, hương ái, khí ái, vị ái đó, vị nó không có sanh như đó được. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng những vị thánh cao đó là vì bỏ cái thiên chấp đi, nên các vị đó trở thành vị A-la-hán độc giác, A-la-hán toàn giác, A-la-hán tinh văn giác. Những vị thánh A-na-hàm và Tư Đà Hàm Tu Đà Hoàn. Như vậy á, nhìn chung vào đó thì Đức Phật ngài dạy có nghĩa là có nhiều khi mà chúng ta nói mắt và cảnh sắc, chúng ta cho mắt và cảnh sắc là cái gì đó quan trọng nhất, cái đó là số một. Nhưng mà thật sự Đức Phật nói rằng mắt và cảnh sắc đó chỉ là nội xứ và ngoại xứ thôi, sắc xứ và nhãn xứ thôi, hay là nhãn thức giới thôi, nhãn giới, sắc giới và nhãn thức giới, nói về 18 giới, nói về 12 xứ thì chúng ta kể nhãn xứ và sắc xứ, nhĩ xứ và thinh xứ, tỷ xứ và khí xứ, thiệt xứ và vị xứ, thân xứ và xúc xứ, ý xứ và pháp xứ. Còn 18 giới thì chúng ta chia làm 3, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thinh giới và nhĩ thức giới. Chúng ta chia ra làm 3 như vậy thành 18. Như vậy 18 hay là 12 nói về mắt và cảnh sắc, tai và cảnh thinh, mũi và cảnh khí, miệng và cảnh vị, thân và cảnh xúc, ý và cảnh pháp. Chúng ta hiểu đó, chúng ta khi mà chúng ta nói rằng cái này nó hơn cái kia đó, cái đó là cái khuynh hướng thiên chấp của chúng ta. Cái nào mà chúng ta ưa thích đó, thì chúng ta coi chừng đó. Nên á, chúng ta thấy ba cái loại thọ không? Cái thọ mà thọ hỷ đó, mình coi chừng tham tùy miên. Mà thọ ưu đó, thì chúng ta coi chừng sân tùy miên. Mà thọ xả thì chúng ta phải coi chừng vô minh tùy miên. Như vậy đó, dù thọ hỷ nó vẫn có tham tùy miên, cái thọ ưu nó vẫn có sân tùy miên, thọ xả nó vẫn có vô minh tùy miên,
Và chúng ta coi cái thọ nào, chúng ta có thể là như là Thiên Chủ Đế Thích đó, có những cái lạc thọ hay là cái hỷ thọ ở các cái về cái những cái dục lạc, à, dục lạc mà đi hỏi Đức Phật và Ngài Mục Liên á, thì Ngài không biết là đi hỏi, nhưng mà vị này có hiểu được không? À, vì vị này là vị Thiên Chủ Đế Thích mà, à, là những cái dục lạc cõi trời đó nó rất là đặc biệt, quý vị biết. Ví dụ chúng ta thấy ở cõi trời đó, nghĩa là chúng ta muốn qua mọc bao nhiêu nó hiện ra bao nhiêu, y phục muốn kiểu gì nó hiện ra kiểu đó, à, vật thực chúng ta ăn, muốn ăn vật thực gì nó hiện ra vật thực đó, chúng ta muốn đi chơi, chúng ta muốn đi bao nhiêu xa đó là chúng ta đi thôi, chứ nó không phải tiêu tốn nhân liệu, quý vị, không có tiêu tốn nhân liệu. Và chúng ta cũng không phải có người để sắp hoa trồng hoa, mà muốn chúng ta muốn hoa bao nhiêu nó hoa bao nhiêu, à, muốn y phục như thế nào nó y phục như thế đó. À, như vậy thì cõi trời là cái cõi mà chúng ta nói rằng do cái phước báo công đức của chúng sanh đó, nên đó, nếu mà chúng sanh đó dính mắc vào những cái sắc khả ái, khinh khả ái, hương khả ái, khí khả ái, bị khả ái, xúc khả ái đó, và thời gian đó nó cũng bào mòn cái tuổi thọ, khi hào quang trên đầu mờ, y phục đóng bụi, qua trước bảo điện héo, trong tâm buồn bực làm biến ngồi ngơ pháp, thì vị chư thiên nó cũng phải chết thôi. Khi mà chết vị chư thiên nó cũng sợ hãi thôi. À, cũng sợ hãi, cũng bấn loạn thôi. À, như vậy á, nên á, Ngài Mục Liên Ngài muốn coi cái vị này, khi mà Đức Phật Ngài dạy không có thiên chấp, vị này còn cái thiên chấp hay không, hay là vị này có lãnh hội được lời dạy của Đức Phật hay không. Nhưng mà thật sự ra thì Thiên Chủ Đế Thích là vị thánh tu được quần, lãnh hội được lời dạy của Đức Phật rồi. Chính ở điểm này đó, thì cái bài kinh Đoạn Tận Ái cho chúng ta hiểu rằng ta nói cái gì, chúng ta thích cái gì. À, có nhiều người nói con mắt đẹp, nhiều người nói cái lỗ tai đẹp, nhiều người nói lỗ mũi đẹp, miệng đẹp, hay là thân đẹp, hay là tai chân đẹp, đùi tóc đẹp. Thật sự đó, chúng ta biết rằng chúng ta ái luyến cái gì đó là khổ đau cái đó. À, nên thường thường quý vị thấy một người phụ nữ mà đẹp đó, có rất là nhiều sự khổ. Nên quý vị thấy câu chuyện mà anh chàng nghèo mà có cô vợ đẹp, anh này biết là cái cô vợ này sẽ mang lại cái khổ lụy cho ảnh, à, nên ảnh đi làm để nuôi cô vợ, mong cô vợ đừng có ra nhà, à, lễ hội đừng có đi ra người ta nhìn thấy, nhất là những người có uy quyền thế lực đó mà muốn chiếm hữu đó, thì họ sẽ gây cái sự khổ đau cho mình. Nên cái anh chàng này ảnh nói cái cô vợ đẹp, nhưng mà thật sự ra đó, chúng ta đó hiểu cái sự đẹp đẽ của chúng ta là do cái phước báo công đức. Ví dụ một người mà cúng dường vật thực cho được sống lâu sắc đẹp, như sức mạnh, cúng dường y phục cho được sắc đẹp, à, cúng dường đèn cho được mắt sáng, cúng dường vật vừa lòng được vật vừa lòng, cúng dường vật quý trọng được vật quý trọng. Như vậy á, thì những cái vật đó có đó, do phước báo công đức. Nhưng mà ngược lại chúng ta lại dính mắt. Nên bình thường á, chư Tăng hay trình bày là có nhiều người nghĩ rằng gánh đá là khổ, nhưng mà cái người gánh vàng cũng khổ giống như gánh đá. Tại vì gánh vàng nó 100 kg, gánh đá 100 kg, thì hai cái người gánh á, thì đều khổ giống nhau thôi. Không thể nào nói rằng cái người gánh vàng 100 kg không khổ, nó không có nặng. Người kia gánh đá 100 kg mới nặng, không phải vậy. Hai người đó, nên từng đường quý vị nghe người ta nói là người giàu cũng khóc là chỗ đó. Tại vì khi mình có của đó thì có nước trôi, có của có lửa cháy, có của thì có giặc trộm cướp, có của có nhà vua xung công, có của thì người thừa tự phá sản. À, tại vì mình hãy mình có của, mình thiếu phước đó, thì cái của mình nó gây ra cái sự khổ cho mình. À, nên quý vị thấy khi mà trưởng giả Chô Tí Cát bảo điện thì vua A Xà Thế mới đem kéo binh để đánh ông hoàng này để chiếm đoạt cái bảo điện. Nếu mà ông hoàng này mà không có phước đặc biệt á, à, có bảy lớp vợ xoa gìn giữ đó, thì đã bị ông hoàng A Xà Thế lấy rồi. Nên thường thường quý vị thấy ở đời đó có những lúc mà người ta nói rằng cộng sản đánh tư bản. À, bây giờ nó giờ cộng sản nó trở thành tư bản rồi, bây giờ nó đánh ai? Nó là vô sản, nhưng bây giờ nó là tài sản rồi, nó là nhiều tài sản rồi. Nên bây giờ quý vị thấy những cái đường lối chủ trương, những đường lối chủ trương chỉ có những người thiếu hiểu biết họ tin,
họ tin rồi cuối cùng họ đau khổ, họ đau khổ, họ bỏ xứ ra đi thôi quý vị. Thành ra chúng ta thấy, nếu mà chúng ta tin lời dạy của Đức Phật á, thì chúng ta tin những cái người có học vấn, những người có hiểu biết đó, những người họ bớt sân, biết bớt tham. Nhưng mà những người càng ngu ngốc chừng nào đó, càng ngu ngốc chừng nào, càng dốt nát chừng nào đó, nó còn tham khủng khiếp nữa. Nó còn tham khủng khiếp và nó còn giết người khủng khiếp hơn nữa. Nên quý vị thấy trong kinh cũng có mô tả một cái người nó bớt sân nhé, học nhiều cũng bớt sân, suy luận nhiều bớt sân. Nhưng mà cái người mà học ít á, họ sân nhiều. Cái người mà thiếu suy luận họ cũng sân nhiều, tại vì họ không có suy nghĩ. Mình nói rằng đầu óc của họ là người không phải là người thông minh, và họ nếu mà họ học vấn á, họ thấy rằng cái sự học của mình á, mình giỏi như vậy nhưng mà người ta còn giỏi hơn nữa kìa. Dù là họ học nhưng mà họ vẫn thấy mình càng học càng ngu, chứ không phải là họ thấy mình càng học là càng cao thượng hơn đâu. Nên có những người đó họ học á, họ càng học họ thấy mình giỏi về một cái ngôn ngữ, hai ngôn ngữ, nhưng mà có nhiều người họ hiểu 10 cái ngôn ngữ, 20 cái ngôn ngữ. Như vậy cái sự học chúng ta đó ở cái lĩnh vực nào nó rút tỉa gì cho cái đời sống, cái sự thiên chấp của chúng ta. Nếu mà chúng ta thiên chấp á, thì chúng ta giống như người gánh gánh vàng 100 kg cũng khổ, người kia gánh đá 100 kg cũng khổ. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng một cái người mà có sự hiểu biết đa văn, hiểu biết suy luận nhiều đó, bớt tham bớt sân, mà hãy bớt tham bớt sân đó, thì chúng ta bớt thiên chấp thôi. Còn cái người nào mà họ không hiểu được như vậy đó, thì họ tham lam sân hận, cái túi của họ không đáy, cái lòng hận thù họ vô biên giới, nên họ giết bao nhiêu người họ cũng đâu có thỏa mãn đâu. Đâu phải là họ nói họ giết 10.000 người rồi thôi không giết nữa, đâu phải đâu. Hãy những người là chống đối là họ giết. Nên những cái người như vậy đó thì quý vị thấy muôn thở do cái thiên chấp của họ, họ cho rằng cái đây là số 1, cái số 1, và họ không thấy được cái số 1 của họ nó không có lợi ích gì hết, không có lợi ích gì hết. Nên chúng ta là cái người học Phật đó, đó là cái niềm hạnh phúc vô lượng của chúng ta. Vì chúng ta những cái sự thiên chấp đó, mắc vào cảnh sắc. Đừng có cho nói rằng cảnh sắc đó là gì thù thắng hay là cái gì đó là tối thượng, nó không phải. Mắc là mắc, cảnh sắc là cảnh sắc. Mà nó chỉ là khởi lên cái hệ lụy của tham ở trong nội hay ngoại. Nội là nội thân, ngoại là bà con quyến thuộc, đất nước, quê hương, con trai, con gái, vợ nhỏ, vợ lớn. Mình thiên chấp như vậy á, thì mình bao nhiêu cái lòng tham nó cũng không bao giờ dừng lại được. Chính vì điểm đó đó, tai và cảnh thinh cũng vậy quý vị. Mình hiểu tai và cảnh thinh á, nếu mình thiên chấp á, thì cái tham nào cũng có mặt, và cái thiên chấp á, thì sân nào cũng có mặt, và cái sự ngu si nào cũng có mặt trong tai và cảnh thinh, mũi và cảnh khí, miệng và cảnh vị, thân và cảnh xúc, ý và cảnh pháp. Tại thường thường quý vị biết rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chúng ta đó, nó trở thành cảnh pháp. Vì cảnh ngủ á, nó thuộc về quá khứ hay vị lai, nó thuộc về cảnh pháp hết quý vị. Cảnh ngủ hiện tại là mắt mình thấy hiện tại thôi, nhưng mà khi mình biết được cái đó là tròn vuông, đó là do sắc tưởng. Mình đã biết cái này là hình tròn, cái này là hình vuông, từ thuở mình đi học. Hoặc là này xanh màu đỏ, do mình biết trước. Chứ còn bây giờ chúng ta thấy á, chúng ta thấy cái vật đó mà chúng ta chưa định hình nó được là cái gì, thì cái thấy nó thuần là cái cảnh sắc thôi. Nhưng mà khi chúng ta biết nó là vật gì đó, nó thuộc về sắc tưởng rồi, nó thuộc về cảnh pháp rồi quý vị. Như vậy á, thì Đức Phật dạy cho chúng ta biết rằng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, những cái gì quá khứ đó, không truy tầm tương lai, không ước vọng. Tại chúng ta sống sanh thường thường, quý vị thấy không, mình ước vọng quá khứ cái tương lai đó, chẳng qua mình mong mỏi tôi trẻ, tôi đẹp, tôi lỗ tai thính, bây giờ già lỗ tai nghe không được, này kia lỗ mũi ngửi mùi, này kia nọ, trẻ này kia nọ, mình mong mỏi như vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra những cái điều đó nó bị bào mòn vô thường, nó đều là khổ chồng chất, nó đều là vô ngã, nó đều là bất tịnh hết. Nó là như vậy đó quý vị. Nên á, thật sự quý vị biết rằng Đức Phật ngày nói rằng chết không đem theo gì. Người đời nhiều khi họ cũng biết vậy, nhưng mà thật sự ra để họ từ bỏ bớt cái tham mà không dính mắc đó, một điều cực kỳ khó. Cực kỳ khó quý vị. Nên cái lòng tham Đức Phật nói là không đái. Tham là không đái quý vị. Cái túi tham nó không đái. Nó là bất thiện, nó không có đái.
Như vậy thì Đức Phật Ngài nói những cái phiền não là gì? Nó là không có thể nào nói tới lúc nào nó hết được hết hết. Nó không thể nào nói hết. Mình còn luân hồi, còn mình còn chấp thủ, còn tới không bao nhiêu hàng ngàn tỷ trăm tỷ 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 trái đất này thành trụ quải không rồi, nhưng mà vẫn chấp thủ. Thì mình vẫn chấp thủ như vậy thì mình vẫn phải tái sanh hoài thôi. Nên Đức Phật nói cái sự khổ đau đó nó do ái thủ. Thủ có hữu, hữu có sanh, sanh có lão tử thôi. Ai sầu bi u ai. Nếu không có sanh thì không có lão tử, mà không có ái thì không có thủ, không có thủ thì không có hữu, không có hữu thì không có sanh. Không có sanh thì không có sự biến hoại của sanh, già bệnh chết nó không có. Nhưng mà vì có sanh thì có biến hoại thôi, có già đau và chết, không thể nào tránh khỏi được. Như vậy á, thì khi mà chúng ta chấp thủ cái gì đó thì chúng ta phải có dao động. Chấp thủ thì có dao động. Mà hễ có dao động thì không có khinh an. Có khinh an, có hy cầu, mong mỏi như thế này. Mong mỏi, hy cầu có khứ có lai, cũng như là có đời này có đời sau, cũng như là có hai đời. Nhưng mà nếu chúng ta không có chấp thủ cái gì hết thì chúng ta không có rung động. Không có rung động thì không có hy cầu. Mong rằng cái này hơn cái kia, kia nọ. Mong ngày mai, ngày mốt nó sẽ hơn bữa nay. Nó không có vậy. Thân này, thân sau nó đỡ hơn. Thật sự nó không có gì. Cái thân nào cũng vậy, dù là người hay trời đó, quý vị thấy. Những cái vị mà họ mãi mê hay qua, tự thần đến dắt họ đi ở cõi trời đó, họ cũng vẫn phải tử sanh thôi. Dù là kiếp nào đi, nhưng mà nếu mà mình không có nỗ lực đó, không có từ bỏ thiên chấp đó, thì mình không thể nào hướng thượng được hết. Và thiên chấp ở trong ở đâu, ở trong hay ở ngoài, mắt hay cảnh sắc, những gì mắt thấy, tai hay cảnh thinh, những gì nghe, mũi hay cảnh khí, những gì ngửi, miệng hay cảnh vị, những gì ăn, thân hay cảnh xúc, gì xúc chạm vào thân. Như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng dù nói ngũ quẩn á, khi trình bày sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà khi mà trình bày về 12 xứ thì nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, mà hễ nhãn xứ á, thì thần kinh nhãn nương vào con mắt, nhĩ xứ á, thần kinh nhĩ nương vào cái lỗ tai, cảnh thinh là cái âm thanh bên ngoài thôi, tỷ xứ là cái lỗ mũi, và hai tâm tỷ thức nương vào cái lỗ mũi để bắt được khí xứ là hơi mùi. Như vậy thì Đức Phật này dạy, dù là kể cái gì mà danh á, thì chúng ta kể nó nương vào cái sắc nội, ví dụ như là nhãn xứ thì hai tâm nhãn thức nương vào, nhãn thức giới đó thì chúng ta nói cái biết của con mắt, rồi cái con mắt và cái cảnh sắc, nói người sống có gì, cái người chết họ cũng có mắt, cũng có cảnh sắc, nhưng mà họ không thấy gì hết, tại vì nhãn thức nó không có nương. Như vậy á, thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta thấy ở trong cái bài kinh Đoạn Tận Ái á, Đức Phật này dạy cho Thiên Chủ Đức một cách vắn tắt thôi. Nhưng mà thật sự ra cái sự vắn tắt á, dù là Ngài nói một cái đoạn vắn tắt hay một bài kệ vắn tắt á, thì nó cũng đầy đủ cái ý nghĩa hết. Như là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, không làm các điều ác, làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Dù là bốn câu kệ như vậy, nó cũng đầy đủ cái ý nghĩa đến đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Nếu mình không làm việc ác, nhưng mà phải làm việc lành. Việc lành của dục giới, của sắc giới, của vô sắc giới, của siêu thế giới, là tâm thiện siêu thế, nó cũng là việc lành. Như vậy á, thì khi mà giữ tâm ý, là có nghĩa là tâm ý mình hiểu biết cho nó đúng đắn về cái khuynh hướng thiện từ bỏ ác, khuynh hướng tu tập thiện từ bỏ cái suy nghĩ ác. Như vậy á, là chính là cái lời chú dạy. Thì cũng như vậy, cái đoạn mà Đức Phật Ngài dạy cho Thiên Chủ Đế Thích á, thì cái đoạn nó không dài, quý vị. Chúng ta học cái đoạn đó mà Đức Phật Ngài dạy cho Thiên Chủ Đế Thích thì không dài. Nhưng mà Thiên Chủ Đế Thích nghe rồi về cõi trời, thì Ngài cùng một liên Ngài muốn lên coi. Và Thiên Chủ Đế Thích á, khoe cái bảo điện quê trái danh tá, thì Ngài một Quyền Liên Ngài mới dùng ngón chân Ngài đè cái bảo điện đó, nó lung rung rinh, rung lắc. Và Thiên Chủ Đế Thích và những vị chư thiên nữ đó lông tóc dựng ngược. Thì chư thiên đó nữ mới hỏi Ngài, có phải đạo sư của Ngài không? Ngài nói rằng bạn đồng tu phạm hạnh. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng dù là cái cảnh giới
chư thiên đó, nó cũng không có bền, nó cũng không có bền bỉ. Nên nhiều khi quý vị nghe trong kinh chúng sanh và sanh thú nói, có lúc nó cõi dục giới bị nước, bị lửa thiêu hủy hết. Đến cõi sắc giới đó cũng bị nước thiêu hủy, gió thiêu hủy. Những cái thời kỳ kiếp tăng kiếp giảm của loài người, những cái địa đại này nó cũng thiêu hủy, những cõi trời cũng bị thiêu hủy. Nó cũng do cái định luật vô thường, nó cũng bị hủy hoại do những cái ác pháp của chúng sanh, là do những bất thiện của sanh thôi. Chính ở điểm đó, nên chúng sanh có bất thiện đó, là có thiên chấp. Có thiên chấp đó, mình chấp cái này, tôi là của tôi, là tự ngã của tôi. Trong hay ngoài, mấy mắt hay là sắc hay tai, cảnh thân, mũi cảnh khí, miệng cảnh vị, thân cảnh xúc, ý cảnh pháp. Mình chấp ở trong bên ở ngoài, mình thể mình chấp thủ đó, thì mình bị dao động thôi. Mình thiên chấp là như vậy. Như vậy đó, thì Đức Phật đó, ngày dạy cho Thiên Chủ Đế Thích, và Thiên Chủ Đế Thích đó, khi về đó, thì Ngài Mục Thiện Liên, Ngài muốn đi theo, Ngài tìm hiểu coi như thế nào. Và chính cái điều đó đó Ngài nói lại với Đức Phật, và được thành cái bài kinh tiểu đoạn tận ái. Có nghĩa là đoạn tận ái cái tiểu kinh vì nó là một đoạn ngắn. Như vậy á, thì cái đoạn dài hơn đại kinh đoạn tận ái. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó thì tôi nghĩ con giảng vì cũng phải giảng theo cách tóm tắt trình bày một vài cái căn. Khi mà dính mắc vào các căn này, nó cũng như dính mắc vào các căn kia thôi. Mà hễ mình chấp thủ cái gì đó, mình dính mắc vào đó, cái sự tái sanh tùy theo cảnh giới và các loại sanh hữu của chúng sanh đó, nhất là chúng sanh địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, nó có nhiều cái biến dị diệt. Nó có nhiều cái sự sai khác rất là nhiều. Từ những cái màu sắc cõi người thì cũng không khác nhau nhiều, cũng tóc mà tóc đen, tóc trắng, tóc đỏ vậy thôi. Da thì cũng da đen, da trắng, da vàng vậy thôi, chứ cũng không khác gì nhiều. Máu thì người nào cũng máu đỏ hết. Nhưng mà những cái loại khác thì nó rất là đa dạng, phong phú. Cái sự đa dạng đó là cái sự thiên chấp mà khác biệt. Nên nó hiện khởi ra cái sự khác biệt nhiều như vậy. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, con xin trình bày với mấy như là trình bày trong cái bài kinh tiểu kinh đoạn tận ái này, chắc cũng không hết ý nghĩa, còn lại những phần nào thiếu sót sẽ là những câu thảo luận của quý Ngài để cho đạo tràng có lợi ích. Con xin kính đảnh lễ quý Ngài, xin dâng phần phước này đến tất cả. Và bây giờ thì con kính đảnh lễ quý thượng tọa, và con xin gửi mít lại cho thượng tọa giác đẳng điều hợp phần thảo luận. Cái trường hợp thượng tọa pháp đăng, mà thượng tọa tuệ siêu không biết thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa tuệ siêu nghe được, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tuệ siêu có mặt ở trước máy và nghe được không? Thượng tọa pháp tân ơi, thượng tọa pháp tân có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được, xin thỉnh thượng khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, yeah. Thì đó trong bài kinh ngày hôm nay chúng ta gọi là bài kinh đoạn tận ái, mà trước kia ở trong chúng ta lấy cái tên chữ Hán gọi là ái tận tiểu kinh, ái tận đại kinh. Bây giờ thì chúng ta nói là kinh đoạn tận ái. Thì cái chữ ái tận ở đây đó, về ý nghĩa đó, nó có giống như cái chữ diệt dục không? Lại có nhiều người nói tu theo Phật, tu theo tiên là tu theo diệt dục. Ví dụ như là người ta nói là tu theo tiên là mình dưỡng tinh khí thần, rồi mình phải diệt dục để dưỡng tinh khí thần chẳng hạn. Còn tu theo Phật cũng là tu theo đạo diệt dục, thì cái chữ diệt dục với chữ ái tận này nó có đồng nghĩa không? Hay là ở đây chữ ái tận nó có hàm nghĩa rộng hơn và tế nhị hơn và phải hiểu khác hơn? Xin kính thưa ý kiến của thượng tọa pháp tân. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Bất Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh,
Tuấn cùng chư tăng kính chào quý cô tu nữ và thân già quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Vì theo con thì con nghĩ rằng ở trong cái danh từ Bali thì cái từ ái là tanha, là kama tanha tức là dục ái, hay là pha qua tanha là hữu ái, phi qua qua vi pha qua và tanha đó là phi hữu ái. Thì theo con nghĩ còn cái chữ dục thì thường thường đó là mình hiểu thì nó giống như là cái từ mà nó cũng như gần như ái, nhưng mà theo con nghĩ là nó gói gọn ở trong ngũ dục, ở trong dục hay là nhục dục, rồi sắc dục, thinh dục, khí dục, dị dục, xúc dục, vân vân. Thì con nghĩ cái chữ dục thì nó có cái sự giới hạn hơn, sự giới hạn hơn, cũng là cái sự ham muốn, nhưng mà nó là cái giới hạn. Thì vấn đề đó là ở trong đạo giáo thì người ta gọi là tu là để diệt dục tinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư, theo cái cách của họ. Thì nó chỉ nói ở trong cái gọi là diệt dục. Thì theo con nghĩ là cái chữ dục ở đây đó, thì nó cũng là cái sự ham muốn, nhưng mà nó lại là có cái sự giới hạn, giới hạn như nãy con đã nói. Còn cái từ ái thì nó tiềm ẩn nhiều khía cạnh lắm, cũng như là nó sẽ nói đến những cái ái, tức là chỉ đến những cái gốc rễ, cái cội nguồn, cái ý niệm mà ở trong cái sự ham muốn hay là hướng đến của mình, từ điều đó nó được phụ về ái hết. Cho nên là đối với một cái người tu ở trong Phật giáo đó, thì không phải là mình đoạn tận ở trong cái dục ái không, mà mình còn đoạn tận ở nhiều cái loại ái khác, như liên quan đến cái quan điểm của mình, tức là hữu ái, rồi liên quan đến cái quan điểm của mình là phi hữu ái, liên quan đến thường kiến và đoạn kiến nữa. Cho nên ở đây đó thì con nghĩ rằng là chính cái ái đó nó là cái nguyên nhân gốc rễ đưa đến cái luân hồi khổ đau. Bởi vì nếu nó là vô minh, tham ái và chấp thủ, thì ba cái pháp đó nó thuộc về căn gốc của phiền não, căn gốc của phiền não. Cho nên ở đâu có sự hiện hữu của ái thì con nghĩ rằng ở đó cũng có vô minh thôi. Và nếu mà ái nó tăng trưởng mạnh thì nó cũng sẽ là đi đến cái gọi là sự chấp giữ, đó là liên quan đến dục thủ, kiến thủ, rồi giới cấm thủ hay là ngã chấp thủ. Cho nên ở đó là cái ba cái pháp đó nó thuộc về phiền não. Cho nên ở đâu thì nếu mà nói trong Phật giáo thì sự thật ra thì cái ái nó không phải giới hạn ở trong cái dục không, mà nó còn liên quan đến cái dục ái, hữu ái và phi hữu ái nữa. Cho nên là theo con nghĩ rằng đối với những cái người ở đạo giáo tức là người ta tu tiên ấy, thì người ta quan niệm là có một cái nơi nào đó, có một cái nơi nào đó để trở thành trường sinh bất tử, trở thành bất diệt, theo cái quan điểm của họ. Thì nếu mà mình nói ở trong Phật giáo, đâu dù ở cảnh giới nào đi nữa, thì cái đó nó vẫn còn chịu cái sinh tử luân hồi, nó liên quan đến cái hoại khổ và cái hành khổ, chứ không phải nào thoát được cái khổ. Cho nên nếu mà nói là tu giải thoát ở trong Phật giáo đó, là phải tận diệt được ái, tận diệt được ái, tận diệt được vô minh, tận diệt được cái ngã chấp, cái chấp thủ, thì cái đó nó mới dứt được cái sự khổ đau, dứt được sự khổ đau. Thì
Thì đối với con thì con nghĩ rằng đối với một cái người tu Phật đó, theo con hiểu đó là cái người tu Phật đó là một cái người tu để tận diệt ái, chứ nó không phải là chỉ có diệt dục, chỉ có cái giới hạn ở trong cái ý niệm đó. Cho nên cái tận diệt ái ở đây đó là cái gốc rễ của phiền não. Mà ở đâu đó còn có ái thì ở đó còn khổ đau, còn u sầu, còn lo sợ rất là nhiều. Như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng ái dục sinh ra lo sợ, ái dục sinh ra khổ đau, ái dục ra sinh ra sầu bi. Nếu mà ai dứt được cái ái dục thì người đó không còn lo sợ, không có sầu bi, không có khổ đau nữa. Vì vậy cho nên là cái đường tu đối với Phật giáo, đối với những người tu ở trong Phật giáo là một trong những cái điều then chốt. Dù mình tu cái cách này cách nọ, nhưng mà cũng có thể là mình thực hành sao để tận diệt được cái tham ái đó. Cái tham ái đó dù là dục ái hay là hữu ái hay là phi hữu ái, cái ái đó là cái gốc rễ để đưa đến cái khổ đau luân hồi. Vì vậy cho nên là cái ý niệm mà tận diệt ái của Phật giáo đó thì con nghĩ là nó rộng hơn, và phải nói nó tinh tế hơn, nó tiềm ẩn nhiều hơn ở trong cái rộng hơn và nó sâu sắc hơn so với cái sự diệt dục. Đối với cái từ diệt dục mà có một số ý niệm quan niệm đặc biệt là như đạo giáo hay là tu tiên của Trung Hoa quan niệm như vậy, thì con xin có một cái suy nghĩ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con kính thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thà Gia. Sao thủ cái trường Thượng Tọa Pháp Tân. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu đã có ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho khoảng 3 câu, rồi sau đó xin Thượng Tọa đi nghỉ. Thứ nhất, Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, sống ở đời thì chúng ta hay có một cái sự phân biệt, cái này sang cái kia, hèn, cái này lớn cái kia nhỏ, cái này đẹp cái kia xấu, cái này thích và không thích. Nhưng mà ở trong bài kinh này khi nói về ái thì Đức Phật này dạy cho chúng ta thấy rằng khi mình có cái thiên chấp đối với sắc thọ tưởng hành thức ở trong quá khứ hiện tại vị lai bên trong bên ngoài thu thiển vi thế hạ liệt tu thắng, mình có thiên chấp tức là mình còn đau khổ, thì chúng ta có thể giải thích tại sao còn thiên chấp là còn đau khổ không? Kính thưa chúng ta. Nam mô Bụt Thầy Gia. Kính bạch Thầy Tôn Đức, kính thưa quý vị, đối với các pháp như là ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập giới, khi mà còn cái sự thiên chấp ở
mang lại cái sự đau khổ được, bởi vì cái sự thiên chấp ở đây tức là còn chấp ngũ uẩn là thường, là lạc. Khi mà chấp còn thường lạc thì cho đến khi mà cái sự vô thường nữa xảy ra đối với năm uẩn 12 xứ và tám giới, hễ còn có sự thiên chấp từ khi mà cái đó nó bị chịu bị vô thường khổ chi phối thì nó mang lại cái sự đau khổ. Bất cứ cái gì hễ khi mà mình còn cho đó là thường, từ khi nó bị vô thường là khổ, cho đó là lạc, cho đến khi mà khổ nó sinh khởi do vô thường biến hoại, để đương nhiên là mình phải sống trong cái sự đau khổ. Chính ý nghĩa này mà Đức Phật Ngài mới dạy rằng vì ấy thắng tri các pháp, sau khi thắng tri các pháp, vì ấy liễu tri các pháp, do liễu tri các pháp, nếu có một cái cảm thọ nào như là lạc khổ, thọ khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vì ấy sống quán cái tánh vô thường, tánh ly tham, tánh đoạn diệt, tánh xả ly trên các cảm thọ. Do quá như vậy nên không có chấp trước một sự vật gì ở đời, do không chấp trước nên không có sợ hãi, không có nhiệt não. Không, lời dạy của Đức Thế Tôn trong bài kinh này thật quá rõ ràng. Và để hiểu được điều đó thì tự chúng ta cảm nhận. Thí dụ như chúng ta sống cầu toàn thì chúng ta càng bị khổ nhiều, bởi vì trên đời này không có gì thập toàn. Khi mà chúng ta trải nghiệm được điều đó thì chúng ta sẽ hiểu được tại sao sống thiên chấp thì mang lại cái sự đau khổ. Ý nghĩa đó là như vậy. Nam mô Bụt Thầy Giờ. Thưa quý trường trường tập tiểu siêu, lẽ ra hỏi trường tập tiểu siêu câu số 3, nhưng mà bây giờ xin được trình trường tập tiểu siêu trả lời cho câu số 4. Bây trường tập tiểu siêu, như trường hợp tôn giả Mahamoggallana, ngài là một vị A-la-hán, và khi ngài đến cõi trời đau lời,
ngay nhìn thấy cái lâu đài của xin chủ đế thích đó, thì ngày đó là dạ sau này sống phóng dật quá, sống hưởng thụ quá, và ngài dùng cái con chân của ngài đó, ngài tạo nên một cái mà chúng ta gọi là động trời, để trên đất không còn là động đất nữa, tạo cái động trời đó, lâu đài của Long Trinh. Thì Đức Trời Đế Thích vì thiên vương, chứ thiên vương vì chư thiên hoảng sợ, thì tôi có thể giải thích là tại sao một vị A-la-hán lại có hành động gây kinh hoàng cho chúng sanh không? Kính thỉnh thưa tọa qua nghĩ giải thích về điều này. Anh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Đối với một vị như bậc A La Hán thì ngài không có cái ác ý làm cho chúng sanh khác phải kinh sợ. Cái trường hợp này là một trường hợp rất thường đến Đức Phật. Cũng như tôn giả một người liên, tôn giả Moggallana, các ngài muốn cảnh tỉnh, đánh thức của chúng sanh cũng vì cái tâm từ bi thôi. Vì chúng ta nghe nói khi mà các vị chư thiên Đức Trời Đế Thích hoảng hốt dao động về cái tòa lâu đài, về trần thế giới, về trần thế giới mà nó bị rung động như vậy, họ không phải là họ sẽ chết, mà các vị đó rung động vì nghĩ thấy cái thần lực của một vị sa môn như vậy, nên bây giờ cái tâm của họ mới bắt đầu quay lại với thực tại, mà không có cái sự mơ màng để vui chơi nữa. Khi mà ngài Moggallana ngài lên ngài hỏi Đức Trời Đế Thích, ngài yêu cầu Đức Trời Đế Thích thuật lại cái lời của Đức Phật đã dạy, cái tóm tắt cho Đức Trời Đế Thích nghe. Đức Trời Đế Thích lúc đó không có thuật lại, mà lấy sang cái chuyện khác, mà thỉnh ngài Moggallana đi đến để tham quan cái tòa lâu đài. Thì lúc đó đó, Đức Trời Đế Thích cảnh tỉnh, thì chủ Đế Thích đây là mới làm cho cái tòa lâu đài quê thế danh tác nó rung chuyển bằng thần lực của ngài.
chỉ dùng cái ngón chân cái cũng đã làm cho như vậy, làm cho rung chuyển như vậy. Thì lúc đó Đức Trời Đế Thích Ngài mới sực tỉnh. Và làm cho và khi bằng ngày mất ca lên á, biết khi chủ sắc áo đã quán sợ lông tóc dựng ngược, thì Ngài mới lặp lại cái câu hỏi đó. Thì lúc bây giờ đi đứng Đế Thích Ngài mới nghiêm túc trả lời cho tôn giả Mô Ca La Ná nghe lời dạy về ái tặng mà Đức Phật ngài đã thuyết. Cái trường hợp này nó cũng xảy ra rất thông thường, không phải là một vị A La Hán mà làm cho chúng sanh khác phải run sợ bằng cách là hù dọa hay là bằng cách là ác ý do cái sự sân hận. Ngài chỉ làm như vậy thì tự chúng sanh đó họ có cái khuyết điểm, họ có cái lỗi lầm, cho nên họ mới run sợ. Cũng như trường hợp 500 nữ nhân tùy tùng của tín nữ quý sa kha đi đến chùa theo bà quý sa kha, và lúc đó họ lại dễ vui phóng dật, họ lén họ đem theo rượu để họ uống, họ say. Và lúc họ say rượu thì các nữ nhân đó đã ca múa phóng dật làm cho ở trong chùa không có cái sự trang nghiêm nữa. Và lúc đó Đức Thế Tôn Ngài phải dùng đến một cái hình phạt cảnh tỉnh họ, là Ngài dùng thần thông làm cho tắt ánh nắng mặt trời dồn giữa ban ngày. Tự nhiên trời tối sầm, và lúc bây giờ họ hốt hoảng, họ mới tỉnh rượu. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết lên cái bài kệ để vừa khiển trách mà vừa giáo giới cho họ. Ở trong các cuốn kinh đã ghi lại cái câu chuyện này. Để thứ gì? Đó là một cái sự kiện mà chúng ta cần phải hiểu rằng là cái tâm từ bi của bậc giải thoát nó không phải giống như là chúng ta nghĩ. Thông thường chúng ta nghĩ từ bi là một cái gì đó nó yếu đuối, nó bạc nhược. Mà ở đây Đức Phật Ngài có cái tâm bi đối với chúng sanh. Ngài phải làm như thế nào để cho họ thức tỉnh, thấy được thiện pháp, từ bỏ ác pháp? Trường hợp tôn giả Mốt Ca La Ná, Ngài làm như vậy cũng như thế. Với cái tâm bi, Ngài nghĩ rằng vị giả xoa này sống phóng dật một cách quá đáng, ta hãy làm cho vị này hoảng sợ
Ngài dùng thần thông, dùng ấn nướng thân cái làm cho lâu đài bê chế danh tán rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Thì lúc bấy giờ thi chủ Đế Thích và đại vương với Sô Quan Đá, chư thiên của trời Tam Tạc Tam, Tam Tạc Tam Thiên cảm thấy kỳ diệu hy hữu. Thật kỳ diệu thai, thật kỳ hữu thai là đại tận lực, là thần thông, đại thần thông, đại quy lực của tôn giả Sa Môn. Với ngón chân cái vì này đã làm cho thiên cung này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Thì thưa quý vị, ở đây hoàn toàn vô hại. Các vị chư thiên đó không có cái gì tổn hại. Chỉ có điều là các vị đó cảm thấy kinh ngạc với cái đại thần lực của Ngài Mokkalana, và tâm tư của họ không còn phóng dật quay trở về với thực tại. Là khi mà Ngài nghiêm túc hỏi một vấn đề có liên quan đến Pháp, thì lúc đó Đức Đế Thích cũng đã phải nghiêm túc trả lời, chứ không như lúc đầu dịnh cái lý do này, lý do khác, rồi đánh trống lảng, bỏ qua. Đây là cách hành xử của một bậc giải thoát, một bậc thánh, chứ không có thiếu lòng từ bi. Chúng ta cứ nhớ về. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Như vậy thì chúng ta đừng nghĩ rằng Ngài là một vị A-la-hán. Tại sao Ngài có cái hành động gây kinh quản cho chúng sanh? Nếu như phạm phu chúng ta thì chúng ta gây kinh hoàng cho chúng sanh bằng cách là chúng ta hâm dọa, đe dọa cái mạng sống của chúng sanh khác, làm cho họ sợ, là cái trường hợp đó mới là cái trường hợp không có cái lòng từ bi. Còn đối với vị A-la-hán thì cái việc này làm như vậy để thức tỉnh cho họ biết, để họ quay trở lại với cái sự tỉnh táo bình thường, không có phóng dật. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Ta thú kính thưa Thượng tọa Thượng sư. Bạch Thượng tọa Thượng sư, xin Thượng tọa khoan hỷ giải thích một câu nữa rồi thỉnh Thượng tọa đi nghỉ. Chúng ta biết rằng Thiên Chủ Đế Thích có rất nhiều tên. Ở trong có tên là Kusiya, tức là chúng ta nói con cún. Nhưng mà tại sao khi Thiên Chủ đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật Ngài nói chuyện với Thiên Chủ sắc giác, Ngài gọi là Thiên Chủ, Thiên Chủ. Nhưng mà đối với tôi giáo Bụt Kỳ Liên, Ngài không gọi Thiên Chủ, Ngài gọi Kusiya. Thì tôi có cái cảm nhận sao về điểm này, xin kính thỉnh Thượng tọa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị,
Ngài Mokkhalana và Đời Đức Thích cũng là có cái chỗ giao tình thân thiết. Như Đức Trời Đế Thích Ngài có nói với các vị chư thiên, Ngài nói cái vị tôn giả đó là bạn đồng hợp hạnh, bạn đồng hợp hạnh với ta. Ở trong kinh Tường cũng đề cập đến cái danh từ gọi, danh từ mà tên gọi Đức Thế Thích là Kusiya. Gọi một cách thân mật, tức là người ta gọi ngay cái biệt danh, thì gọi cái biệt danh. Cái sự kiện đó cũng rất là thường. Đức Phật Ngài có đôi khi Ngài thuyết pháp cho một nhân vật nào đó, Ngài gọi ngay cái biệt danh của người đó, một cái biệt danh mà ít có ai gọi đến, thì Ngài gọi. Thì ở đây Đức Mokkhalana quý vị, nếu mà Ngài gọi là Thiên Chủ Đế Thích, Ngài gọi là Thiên Chủ, thì trong trường hợp này nó có tính cách giống như là khách sáo quá, trong khi Đức Trời Đế Thích xem Ngài như là một cái vị bạn đồng hồn hạnh, bởi vì cùng là đệ tử của Đức Phật, cùng là bậc thánh. Mặc dù Ngài Mokkhalana thì Ngài là bậc thánh đệ tử của Đức Phật, bậc A-la-hán. Còn Đức Trời Đế Thích thì cũng là bậc thánh đệ tử của Đức Phật, mặc dù chỉ là tu được quần, nhưng mà trong tương lai thì cũng sẽ chứng A-la-hán thôi. Cho nên Đức Trời Đế Thích Ngài nói với các vị chư thiên là vị sa môn này là bạn đồng hòm hạnh với ta. Các vị chư thiên cứ nghĩ rằng cái vị sa môn này là bậc đạo sư của Thiên Chủ Đế Thích, thì chủ Đế Thích nói rằng vị đó không phải là bậc đạo sư của ta, mà chỉ là bạn đồng học hành của ta. Và thái độ của Thiên Chủ Đế Thích xem Ngài Mokkhalana giống như là một bạn đồng phong hạnh thân thiết, thì do đó Đức Đề Thế Thích, do đó tôn giả Mokkhalana Ngài gọi Đức Đề Thích bằng cái biệt danh Kusiya, để tỏ cái, để nói lên một cái sự thân mật, sự thân mật với nhau mà không cần phải khách sáo, gọi là Thiên Chủ. Trong trường hợp này chúng ta phải hiểu việc đó cũng chỉ là đơn giản thôi. Còn cái trường hợp mà Đức Phật Ngài gọi Đức Đế Thích là Thiên Chủ là bởi vì Ngài có là vị lớn hơn, Ngài là bậc thầy. Cho nên khi là bậc thầy, là bậc đạo sư, mà Ngài gọi tùy theo cái vị trí, thì cái trường hợp này lại là một cách
cư xử có phần nghiêm túc, chỉ có ý nghĩa như vậy thôi thưa quý vị. Chúng tôi xin được trả lời với câu hỏi của thượng tọa Dục Đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thỉnh thượng tọa Siêu Đi Nghĩ và bạch sư Tống Đức Thư Quý được hưởng bây giờ bước tiếp theo phần thảo luận. Xin thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Dạ, thưa Tuệ Quyền, trong bài kinh Ái Tận hôm nay đó, thì Thiên Chủ đến xin hỏi Đức Thế Tôn một câu về ái, và theo thượng tọa đó thì cái sự hiểu rõ về ái và cái hệ lụy của ái có lời lạc gì cho đời sống hàng ngày của chúng ta là một người tu tập? Kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa quý vị, có nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và Chúng Tăng, kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Đức Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Phật Tất Đế, Đức Tự Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến mấy tu nữ cùng Sư Phật Tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, con hỏi rằng là sự hiểu rõ về ái và sự hiện diện của ái có lợi ích gì cho đời sống tu tập? Kính thưa quý vị, thứ nhất là chúng ta hiểu rõ về ái. Đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Chính cái ái này, nó là nhân lập duyên, thì chúng sinh sẽ đau khổ, chúng sinh sẽ sanh từ đời này qua đời nọ, hay là cũng chính ái này mà khởi sanh lên những cái phiền não, những cái điều mà tạo ra cái sanh y của đời sau. Hay là chính cái ái này đó, nó cũng như là dục lạc vậy đó, nó vô ích mà nó khổ nhiều. Và nhờ như vậy, hiểu biết như vậy, cũng như Đức Phật ngày dạy cho một chỗ cho những người đệ tử thấy rằng sắc đẹp thích ngang mùi không vị ngon xúc lạc, nó có vị ngọt. Đó, ngày xác định rõ đó là cái vị ngọt của nó làm cho ái tham khởi sanh. Nhưng các ngươi phải nhớ rằng nó sẽ vô thường và nó sẽ biến diệt. Vì vậy cho nên hãy xuất ly nó, hãy trừ diệt nó. Thì chúng ta biết, trước nhất biết được cái lợi hay là cái đặc tính của ái, là tâm của chúng ta nó mê luyến, tâm của chúng ta dính mắc, tâm của chúng ta nó thụ hưởng ở trong cái cảnh lạc. Thì vì vậy cho nên ở trong cảnh lạc đó rồi chúng sinh từ cái ái này nó sinh qua cái chấp thủ. Như thế, từ cái ái nó sinh qua cái chấp thủ, mà chính vì cái chấp thủ đó cho nên nó đưa chúng sinh đến cái khổ đau. Không chấp trước một vật gì ở đời, cũng như ở trong kinh văn, thì đó chính là một điều mà nó mới vượt qua được cái ái. Thì trong cuộc đời này, nếu như chúng ta có một chuyện buồn thôi, có chuyện khắc khoải đau thương gì đó mà chúng ta cứ đeo mang mãi, thì nó cũng chả có được cái gì. Rồi chúng ta phải đi tầm cầu, chúng ta phải đi tìm kiếm, chúng ta phải đi chọn lựa như thế này thế nọ, thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ rất là đau khổ, chúng ta rất là mệt mỏi. Mà nếu như chúng ta biết dừng lại, biết tu tập, biết tránh né, thì đó chính là lợi ích cho cái đời sống tu tập. Ở một mặt khác nữa, cái lợi ích nó cao hơn nữa chính là cái gì? Biết rằng nó vô ích, nó khổ nhiều, nhờ như vậy mà chúng ta có một sự tránh né, có một sự phòng bị, mà cũng như là Đức Phật người nhà ví dụ như là ngũ trần, hay là nó như khúc xương khô, như bó đuốc, hay như là cục xương,
Ở đây chính nói về cái dục, nói về cái ái, nó như thế đó. Mà cái dục tầm cầu hay cái ái tầm cầu của chúng sinh, chúng ta cứ tầm cầu, chúng ta cứ tìm mãi. Cái ái này nó dẫn dắt cứ hết cái này cái kia. Tại sao mà chúng ta thấy người ta có tiền, người ta mong cầu bao nhiêu đó, rồi người ta mong cầu tiếp nữa, hay có bao nhiêu đó bắt đầu mong tiếp nữa, và cứ từ đời này qua đời nọ, hay là các vị vua chúa cũng vậy, xâm đất nước coi như là đổ dài cái biên thùy của mình, nhưng điều mà vẫn muốn xâm lấn, vẫn muốn đi chinh chiến để gây mệt mỏi cho người ta. Thì đó chính là cái, cũng do cái ái này nè, thì nó làm đi, nó đau khổ cho chính tất cả, và đau khổ cho chính mình. Mà chính vì hiểu biết được cái lợi ích đó mà chúng ta mới ly tham. Vì vậy đây là cái lợi ích của đời sống tu tập, và chúng ta thấy rõ cái luân hồi, thấy rõ chính để ái làm nhân, ái làm duyên mà khởi sanh lên toàn bộ tất cả những khổ đau. Biết hiểu rõ cái nguy hiểm, biết hiểu rõ cái tác hại của chính nó. Bởi vì chúng ta thấy samudaya sacchan, cái mà chúng ta là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn, hay tập khởi của toàn bộ những cái phiền não, là chính vì do ái này làm nhân. Thì chúng ta biết như vậy, chúng ta hiểu biết được cái nhân, hiểu biết được cái nguy hiểm, cái hệ lụy của chính nó như thế, thì chúng ta mới buông bỏ, chúng ta mới không chấp thủ, chúng ta mới không có chấp trước một gì ở trên đời. Và chúng ta từ chỗ đó, chúng ta mới an trú vào cái đời sống tu tập, mà chúng ta được mau nhanh chóng và được tốt đẹp hơn. Thì cái bài thượng tọa đó chính là cái câu trả lời của chính con là như vậy. Nếu có đi gì cần một chút phân kính cũng tính như này là một chúng ta nhé. Sao thuộc cái chừng thượng tọa chưa quyền đại chúng pháp tính đó. Đại chúng pháp tính có ở trước máy không? Nếu đại chúng pháp tính cần biết được cái thỉnh, đại chúng pháp tính trả lời cho câu thảo luận số 6, cũng là câu thảo luận sau cùng. Đại chúng pháp tính tôn giả một kiền liên ngày lên cõi trời đau, và ngài thấy chư thiên ở đó hưởng phước, và ngài dùng một cách để cảnh báo rất là mạnh. Thì theo đại chúng pháp tính, phải chăng là chư thiên ở trên cõi trời hưởng thiên phước thiên lạc rất là khó để có thể cảm nhận cái giá trị của đoạn trần ái? Đại chúng tính có nghĩ như vậy không? Kính thỉnh đại chúng tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tề Quyên, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Tăng đồng hành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên, thì ở trong câu thảo luận này đó hỏi rằng những cái thiên phước thiên lạc ở cõi trời đó, thì rất là khó để cảm nhận được cái giá trị đoạn tình ái. Thì cái điều này nó là thật sự nó là vậy, do nó khó có cái sự mà cảm nhận về khi mà mình đoạn tận được án. Thành ra chính vì vậy đó mà các vị chư thiên mới mãi mê theo các cái dục lạc. Quý vị thấy rằng có nhiều các bài kinh khác mà mình nghe các vị chư thiên mãi mê lo hái hoa, hoặc là mãi mê hưởng các dục ở trong cái vườn thượng nguyện, thành ra đó hết tuổi thọ hồi lúc nào không biết đó. Thì vậy thì nếu mà cái sự mà cảm nhận được cái giá trị đoạn tận ái đó, thì các vị chư thiên sẽ lo tu tập. Thì cái điều này đó nói về những cái điều này đa phần các cõi trời là cái các cái cõi trời đó là các vị chư thiên là coi như là
bị sai đắm trong những cái thiên lạc hoặc là những cái lạc thú ở cõi trời. Chỉ trừ ra cái cõi trời mà cõi trời đau sức thôi, thì quý vị thấy rằng cái cõi trời đau sức thì coi như là các vị chư thiên, các vị Bồ Tát rất là nhiều. Thì các vị đó có thể là do ở trong quá khứ, lúc ở cõi nhân loại, các vị đã từng tu tập tứ niệm xứ, đã từng tu tập quán về cái sự vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Thành ra khi mà sanh lên cái cõi trời đó, đau sức đó, thì các vị vẫn tiếp tục để mà tu tập. Thì cái điều này đó, nếu mà nói về cõi trời là những cái cảnh giới mà làm cho chúng ta có khả năng chúng ta được hưởng những cái thiên lạc rất là nhiều. Còn đối với cái người mà người ta chịu hưởng hay không là cũng tùy theo cái trường hợp. Tùy theo cái trường hợp, có vị thì sẽ chấp nhận hưởng những cái thiên lạc, nhưng mà có vị thì không chịu quý vị. Cũng như ở trong cái trường hợp có một cái vị tỳ khu khi mà đang tu tập tứ niệm xứ, thì trong lúc đó cái vị tỳ khu đó mạng chung, thành ra cũng sanh lên cõi trời. Nhưng mà lúc mà sanh lên cõi trời đó thì cái vị này vẫn nghĩ rằng là mình đang là một cái vị tỳ khu. Nhưng mà khi các vị thiên nữ đưa cho cái tấm gương để mà soi vào đó, thì cái vị này mới thấy mình bây giờ không phải là vị tỳ khu mà là một vị thiên tử. Thành ra cái vị đó lúc đó nghĩ rằng là cái sự mà gặp được Đức Phật ở trên thế gian này là khó. Còn những cái thiên lạc ở cõi trời này thì sẽ hưởng được lúc nào nếu mà chúng ta làm thiện hoặc là chúng ta tạo được cái công đức phước báo sẽ sanh về cái cõi trời. Nhưng mà gặp được Đức Phật đó là rất là khó. Thành ra khi đó thì cái vị tỳ khu đó, cái vị chư thiên nó nghĩ như vậy là liền đi đến tìm Đức Phật và nghe pháp của Đức Phật để mà chứng đắc được đạo quả. Thì chúng tôi muốn kể ra cái câu chuyện này thì chúng tôi nói rằng là đối với cõi trời thì do được hưởng thiên lạc rất là nhiều, nhưng mà rất là khó cảm nhận được cái sự mà đoạn tận của ái. Nhưng mà không phải là bất cứ người nào cũng vậy. Có những cái chúng sanh sẽ bị đam mê với những cái thiên lạc của trời, nhưng mà có những vị do còn cái chủng tử, còn cái năng lực tu tập, thành ra có sanh lên cõi trời, nhưng mà vị đó vẫn sẽ tiếp tục tìm cái cách để tu, để gặp được Đức Phật hoặc là những cái vị đệ tử của Ngài để tiếp tục tu tập để mà chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó, thì đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 6 này. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha. Sa thú cái trình đệ tử Phật tính. Thưa Phật tử, còn vài phút nữa khi trước khi kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay, chúng tôi xin được đóng góp một vài lời tiếp theo những gì mà Chư Tăng đã trình bày. Ở trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, có những trường hợp mà chúng ta thấy hạnh phúc và chúng ta thấy rất là khó để bỏ. Nhưng mà chỉ có những người không có đó thì mới thấy được cái hệ lụy của nó. Lấy hai trường hợp. Một là có những người hậu viện cần sa ma túy. Hai là trường hợp của những người hậu viện đánh bài. Bảo rằng đánh bài mà không có hạnh phúc thì chuyện đó là không có. Ở trong đó chắc là nó phải có một cái gì đó mà nó mới khiến người ta say mê như vậy. Hay là hút xì ke ma túy thì nó cũng có cái sự say mê như vậy. Nhưng mà nó có cái sự khác biệt giữa một người nghiện và một người không có nghiện, không có sống ở trong cái giới đó. Thí dụ như là một cái người mà nghiện bài bạc mà bây giờ không cho họ chơi bài bạc nữa, hay là họ nghiện ma túy mà bây giờ không có ma túy nữa,
thì họ cảm thấy họ mất đi một cái gì rất là lớn, lớn lắm, và hầu như rất là khó để sống mà không có những thứ đó. Nhưng mà với chúng ta là những người không có nghiện cờ bạc hay là không có nghiện ma túy đó, thì thật sự nhìn một cách khách quan ở bên ngoài thì chúng ta thấy rõ ràng rằng những cái nghiện như ma túy hay là nghiện bài bạc đó, nó có nhiều cái hệ lụy mà không phải hệ lụy tầm thường mà hệ lụy rất là đáng sợ. Ví dụ như là đối với ma túy, một người nghiện ma túy rồi thì đi vào cái chỗ mà chưa bị từ nghiện ngập cho đến sự hủy hoại thân thể và bao nhiêu những cái hệ lụy khác mà mình đứng ở bên ngoài nhìn thấy rất là rõ. Và ở tại Mỹ, thưa quý vị, có cái trường hợp mà rất là thường xảy ra là có nhiều người Việt Nam bị nghiện cờ bạc. Hai vợ chồng làm việc dành dụm cả đời, tạo ra bao nhiêu cơ sở thương mại, nhà cửa, rồi cuối cùng trắng tay, thậm chí nợ nần chồng chất. Cho quý vị quan hệ chờ một chút. Yeah. Thì thưa quý vị, lúc đó thì chúng ta mới thấy được là tại sao bài bạc á, đó là bài bạc là bác thật bừng, tại sao bài bạc ứng nhiều hệ lụy. Nhưng mà thật ra một người mà đang ở trong cái gọi là cái nghiện cờ bạc rồi đó thì chúng ta rất là khó nói. Thì thật ra đối với chúng ta cũng vậy, đối với chúng ta tất cả cái ái chấp nó là hạnh phúc thôi. Mình chấp vào cái gì mình có, mình chấp vào cái gì mình được, mình chấp vào cái gì mình là. Ví dụ tôi là ai, là ông này, là bà kia, mình có địa vị, tài sản, tiền bạc, mình chấp vào cái gì nó đẹp, mình thích. Nhưng mà với Đức Phật và chư vị A-la-hán, như vị đoạn tận ái đó, thì các nhìn là, cái nhìn chúng ta là chúng ta đang nghiện một thứ mà cái đó mang lại chúng ta sự đau khổ, và cái này không phải dễ hiểu. Dạ, không phải dễ hiểu. Khi thiên chủ sắc cá đến hỏi Đức Thế Tôn về câu hỏi này đó, chúng nghe thoáng qua chỉ là một câu hỏi Phật học đơn thuần, nhưng mà Đức Phật lại trả lời, mặc dù lời nói của Đức Thế Tôn rất là cô đọng, nhưng mà đọc từng câu trong đó đó thì chúng ta mới hiểu được là ở trong đó đoạn tận ái không đơn là một cái câu trả lời cho có về đạo giáo, mà qua đó nó là một cái sự thay đổi rất lớn ở trong cuộc đời. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng tôi sẽ nói về một cái trạng thái của thiền sắc giới mà Đức Phật gọi là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Chúng ta khó hiểu được là tại sao mà có cái thứ hỷ lạc do ly dục sanh, nhưng mà quả thật ở trong đời có những thứ hạnh phúc của một người trước kia nghiện ma túy, bây giờ cai thành công, không còn nghiện ma túy, họ có thứ hạnh phúc mà chúng ta không biết. Hay những người mê cờ bạc, bao nhiêu tiền bỏ vào các canh bạc, canh bài, nhưng mà rồi họ có thể có khả năng bỏ được. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trương chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đỉnh lễ quý ngài, thân chào tổng đức quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Thầy Giảng. Dạ, con là Nguyên Thông, xin được thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong là đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops Sư Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta xin nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.
Nam mô Bụt Tha Giá, xin nhờ cô Nhật Quỳnh hãy đăng nhờ nguyệt mở kinh cuối buổi học. Xin cảm ơn. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban còn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió pháp hưng thường kiện nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc hòa vì nhân thờ tu sa pang su mang ka lang ka khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ro ta rang o tu sa pang su mang ka lang ka khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti hon tu ni ro ta rang o tu sa pang su mang ka lang ka khan tu sa Thank you.